Thôi mình qua phi đô mới, mình đi tham quan thảo cầm viên ha. Chưa cô, trời trời bớt mưa rồi ha. Nè, cái chòi nãy khách nghỉ chân ở đây ha. Giờ mình không biết mình đi tới đâu rồi. Nó tùm lum quá. Ở bên kia là cái chuồng gì kìa. Qua đây xem cái chuồng là chuồng gì. Nước ta nói là nước chảy thì đá mòn ha. Nè, nhìn nước chảy ha. Đó. Nước từ trên cao mà nó chảy xuống thấp ha. Nó chảy chảy hoài, chảy hoài, chảy hoài, chảy hoài, chảy hoài. Chảy mà nó tạo thành mới đầu là cái khe nhỏ. Xong rồi nó theo cái lằn nó cứ chảy hoài ra ngoài, đến một ngày nào đó thì nó cũng sẽ ấy thôi. Con này là con chồn đèn ha. Chồn đèn nằm trong đây nè. Đó, 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 nó đi đó, nó đi đó. Đó, nó chạy lung tung đó. Chồn đèn. Nó như con chuột cống bự. Ở mé ngoài kia là giống như là cái đường của Nguyễn Hữu Cảnh á. Phải không ta? À, bên kia là trường gì vậy? Tòa cao cao đó là cái gì không biết ha. Không có thấy đường. Không thấy đường. Mà ngoài đó đường. Đường không biết ha. Có thể hiểu là cầu Nguyễn Hữu Cảnh á. Cầu Thị Nghè 2 á. Không biết có phải không. Đi qua bên cái tòa bự bự này, một cam này, coi nó là cái gì ha. Trục túi bên kia ha. Đi vô cái sở thú này, mình liên tưởng tới mình đang đi giống như giờ vô những khu rừng nguyên sinh. Đúng là sở thú còn giữ được cái rừng cây cối quá chừng ha. Động vật rồi hoang dã. Rồi. À, đã là cái chuồng cọp hồi nãy ha, tôi vậy khỏi qua. Rồi nhìn lên đây là nguyên cái này là nguyên cái nguyên cái hàng cây á, cái quên hàng bông á, bông mà bông cúc á, đó là cúc dại ha. À, cúc dại. Này cúc cúc chứ không biết là nó phải cúc không ha. Cái lá cúc cúc thường thường cái hoa cúc bé, mà cái này mình cũng không biết kêu là cái gì. Bông thì hơi đẹp ha, nhìn thì không biết nó có phải giả hồi giả quỳ hay không ha. Giả quỳ thì thường thường nó lại cái bông nó to hơn. Một cúc này thì cứ đều 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 bé bé bé. Mà cái cúc dại thì nó cũng không có bự như vậy nữa. Thôi đi về nghiên cứu tìm lại xem, tìm hiểu lại sao đi. À, nói chung tóm lại là một cái loại cây xoài nhái xoài ớt thì cũng không phải. Xoài nhái xoài ớt thì bông cao, lá nó khía, con này lá nó cũng được. Ôi, mưa lại rồi, thôi đi vô lại. Mưa lại rồi đi ha, vô lại. Không có
mang theo dù, không có mang theo áo mưa, không có mang theo gì hết. Vô đây ngồi ha. Rồi ngắm ở trên trời có con chim. Mấy bên đây đó, mấy cái nhà mà cao cao trời trời lên thì nó là cái dạng nhà trú mưa đó. Mình đang vô cái nhà trú mưa như thế này. Chờ nó ngược lại. Cái video này là thay đổi liên tục ha. Cầm sao cho nó thoải mái nhất, mình không bị mỏi tay. Nó có làm cái đường đi lên, lên cái chòi nghỉ nữa đó. Trời nghĩ màu đỏ đỏ đó, mấy ngói đỏ đỏ này nè. Cây cối nhiều ha, cây bàn. Đó không phải cây bàn. Không phải cây bàn đâu. Cây này không phải cây bàn, cây bàn. Bàn lá nó bóng hơn. Mưa nữa rồi. Cái bên cao. Cỏ. Cỏ bên đó. Ồ, cái cây này cái cây gì ha. Mà coi cái rễ của nó coi. Nó bung ra nhọn quắc luôn. Rồi, qua đây. À, cái cây này nữa nè, gốc quá nhiều gốc ha. Kêu là cây cày ha. Đó, cây cày. Cây này rồi nhìn cái gốc của nó thôi bự, hốc cây quá bự, hốc cây dưới kia cũng bự, thiệt bự. Nói chung là sở thú này rất là nhiều cây. Cây cối xanh tươi, bông hoa rồi cũng quá chừng ha. Mưa lớn nữa rồi. Thời tiết như thế này thì không biết chiều nay cái kế hoạch đi tàu nó có thay đổi gì hay không. Trời còn mưa, mưa nhỏ giọt. Cái khúc này là khúc ở trên cao ha. À, đó, có đường chảy xuống cho nên bao nhiêu nước đó nó phải chảy theo hướng này chạy xuống, nó chạy xuống, nó chạy hướng. Động Dũng bên kia.
Trời mây không có xíu nắng nữa. Không có xíu nắng nào trơn, mây không à. Mây không. Lá rụng. Mình dừng video này ha. Qua video mới.